Cái cây này cây dừa thường nha các bạn, nó cũng như các bạn thấy á. Đây các bạn mua dôi nè, cái này là chủ vườn này người ta rải dôi lên nè, các bạn thấy trắng khét xíu không nè. Đó, nè, này là dâu nha các bạn. Đó, các bạn có thể rải mua về các bạn rải vòng vòng cái dừa thì nó trị con đuông dừa với con kiến dương nó rất là hiệu quả luôn nha các bạn. Đó, thì cái chủ vườn này mình cũng đã hỏi qua thì họ nói là họ rải dôi đó. Nè, thì theo mình biết cái vườn dừa này không hư dừa nào hết á, nó dôi nè. Đó, cây nào người ta cũng rải hết nha các bạn, chứ không phải là mình thấy con cây mình quay á nè. Đó, toàn bộ là dừa tơ không, rải vòng vòng cái vườn nha các bạn. Đó, thì các bạn cứ vườn dừa mình dừa tơ mới cho trái chín thì các bạn cứ làm thử ha. Đó, thì ở đây người ta rải vôi không à. Đó, rải vòng vòng cái dừa rồi mình tưới hàng ngày, mình tưới lên rải ít thôi các bạn, chứ không có rải nhiều ha. Đó, thì cái vườn dừa này chỉ làm sao thì mình chia sẻ cho bà con cô bác mình cái nấy, thì mình không có thấy cái dừa nào mà bị đuôn ăn gì hết. Đó, nè, bạn thấy không. Đó, cây nào cũng rải vô hết các bạn, nó sáng sát bạn thấy không. Đó, cây nào cũng rải vô hết. Nhìn thôi là đủ ghiền liền, quá là trái luôn. Mà bạn thấy không, đã không, trồng dừa như gì là mới ngon nha các bạn. Này toàn bộ dừa tơ không nha các bạn, nó mới đốn ba bốn lứa gì à, nó mà trái nó gì nè. Bên kia các bạn thấy là nùi luôn các bạn thấy không. Quá trời luôn. Mình thì mình cũng nói thẳng luôn, mình thì mỗi ngày mình đi bẻ dừa mướn thì đó các bạn cũng như các bạn thấy đó, mình vô từng vườn dừa để mình thu hoạch thì mình chia sẻ cho các bạn và bà con cô bác mình cái loại dừa nào bán ngon thì không ngon thì đó các bạn có tin hay không thì cái đó là tùy các bạn ha. Các bạn thấy không, dừa tơ tơ mà trái như vậy nè các bạn, ngắm đi trồng ngon hay không ngon. Để cho các bạn một cách nữa nè. Đó, các bạn thấy người ta rải dôi không? Cái này là dôi nha các bạn. Đó, đó, cái này là dôi nha. Dôi này chỉ con đương dừa đó, và kiến dương rất là hiệu quả luôn ha các bạn. Đó, cái này là một cái trị mới nữa, nhưng mà nó rất là hiệu quả cho những cái cây dừa tơ các bạn thấy trắng người ta rải dôi nè. Đó, cho nên mình thấy cái gì người ta làm cái gì thì mình chia sẻ lên cho các bạn và bà con bác mình cùng tìm hiểu mà có kinh nghiệm để mà trồng cây dừa sao mà nó cho nó có trái nhiều và bán cho nó thu nhập ngon, chứ đâu phải mà mình chia sẻ lên đây để mình bán dừa giống cho được hay gì. Nhưng mà thật sự mình không có bán một trái dừa giống nào hết đó các bạn, các bạn thấy không, mình chẳng có bán một trái dừa giống nào á. Mình lấy đất ở đâu mà mình trồng dừa để mà mình bán dừa giống để mình chia sẻ. Đó, thì có những người họ bán dừa giống, họ chia sẻ cái dừa giống của mình cho tốt thôi, chứ họ không biết cái người trồng như thế nào. Thì đây là cái dừa tơ nè các bạn thấy không, nó dừa tơ mà trái nó như vậy nè. Mình có chia sẻ tầm bậy không đó, rất là sai luôn. Trái như vậy thì trồng được khỏi chê luôn nha các bạn. Các bạn thấy cái đoạn dừa trắng trắng nè, còn là người ta rải vôi để trị con đuông dừa nè các bạn. Các bạn nhìn cho kỹ cho mình ha. Đó, trị con đuông dừa, trái dừa đây mà người ta rải nên nó còn ướt luôn nè. Đó là trị con đuông dừa với con kiến dương là rất là hiệu quả nha các bạn. Đó, thấy không, trái rất là sai luôn. Đó, các bạn nhiều lúc á thì mình chia sẻ lên đây không phải các bạn thấy mình làm những cái video này nè
đó, cũng có tiền gì đâu các bạn, mình không có chưa có lãnh chưa có 1.000 nào mà từ đồng tiền lãnh từ YouTube này hết á, mình dám hứa các bạn luôn đó, không lãnh được 1.000 nào hết á. Nhưng tại vì mình thấy những vườn dừa người ta trồng đẹp lên, đẹp quá nên mình nữa chia sẻ thôi đó. Có bao nhiêu tiền đâu lãnh. Quá đã luôn bạn thấy không nè, nhìn là ghiền luôn á, đừng có nói tới dừa tơ mà trái gì là ghiền không, chất lượng luôn. Nó trồng dừa như gì nè bán mới ngon. Hỏi chứ trồng cây dừa 3-4 năm trời, tới cái ngày mà mình thu thu hoạch mong sao cho cây dừa mình nó ra trái nhìn nó đẹp, trái nó ngon đặng mình bán có tiền. Quá trời luôn, dâu đẹp đó. Đó các bạn thấy người ta đó, người ta rải cái dâu á nên cái cây dừa nhìn nó có màu trắng trắng. Đã ghê không, rất là đẹp luôn. Đó, đồng dừa mà trái cái này là nhìn là mê, đủ đủ đủ, đủ mê nha các bạn. Tới chừng nó là trái mà nhìn nhìn vườn dừa mình mà được như vậy là thôi là ghiền rồi. Lùng lùng không à, các bạn thấy nè. Này là người ta rải vôi rất là nhiều nữa các bạn, thì mình có chỉ một cái cách đó, bạn cứ rải vôi lên. Đó. Không pha nước bạn rải tùm lum ra, các bạn cái việc rải vôi lên cho bạn ngâm nước rồi rải đều đều lên 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 ngọn nè, nó đạt rất rất, rất là hiệu quả luôn. Trời ghiền không, ở trồng dừa mà nó tới chừng mà thu hoạch mà nó thu hoạch như gì nó trái gì mới đã nè. Nhìn là ghiền liền. Nó ta để phân lên nè, rải rải bạc cái dâu này bạn thấy không, cắn sát dưới nè. Đó. Nè. Đó. Nè. Ghiền luôn ha. Thì thôi cái kênh mình chia sẻ tới đây ha, các bạn và bà con cô bác mình thì xem kênh thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ Hiền Dừa mình, cảm ơn rất là nhiều ha.